Tập 29. Tam thúc, tứ thúc, cháu đến thăm các thúc đây. Các thúc vẫn ổn chứ? Mỹ Ngọc vì giúp cháu có được bản đồ Vân Tùng bị Khổng Văn Đào giết hại. Hôm nay nếu như không có cây cô bảo vệ cháu, cháu suýt nữa bị Khổng Văn Đào giết hại rồi. Các thúc nói đúng, kỳ cô luôn âm thầm bảo vệ cháu, mà cháu lại không muốn quen biết chị ấy. Cháu biết, cháu không nên làm như vậy. Đúng rồi, trước khi chết, hai người muốn cháu uống thay hai người một ly mừng với cây y cô. Cháu đã đem tới rồi, cháu uống cùng với hai người. Tam thúc, tứ thúc, hôm nay cháu cũng đến rồi. Ly rượu mừng này cháu uống cùng với các thúc. Chị, xin lỗi, xin chị tha thứ cho em. Không, không phải lỗi của em, là chị không phối hợp làm việc với chị của em. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Truy nã toàn thành phố, tìm ra Khổng Văn Đào khốn kiếp đó cho ta. Dân, đi. Ngài Khổng, ngài Khổng, ngài Khổng, ngồi ngồi. Các anh xem, tôi mang tới cho các anh một cuộc làm ăn lớn. Làm ăn lớn, buôn bán cái gì? Ngài nhanh chóng nói đi, ngài Khổng. Kho tàng Vân Tùng. Kho tàng sao, thật hay giả vậy? Ngài Khổng, kho tàng Vân Tùng là truyền thuyết, ngài sẽ không lừa chúng tôi chứ? Các anh xem, cái này chính là tuyến đường bản đồ mà tôi đã nghiên cứu. Lẽ nào thật sự là kho tàng Vân Tùng? Đúng đó, là thật sao? Tôi nói cho các anh biết, tuyến đường bản đồ này không hề dễ. Tôi đã phí trăm thuyền vượt qua bao trắc trở mới làm được. Nếu như lấy được kho tàng, kiếp này chúng ta không phải sợ cái gì hết. Đúng đó, phát tài rồi, lão đại. Sao nào, có muốn làm không? Hỏi thừa, chắc chắn. Có chuyện tốt như thế này có ai không muốn làm chứ? Khi nào chúng ta xuất phát? Bây giờ. Giỏi quá. Đúng đó, không chỉ đám người chúng ta dòm ngó kho tàng này, chúng ta phải ra tay trước để tỏ rõ thế mạnh. Đúng đúng. Được, bây giờ chúng ta thu dọn dụng cụ xuất phát. Đi, đi. Bàn bạc chuyện này một chút rồi quyết định sao? Đúng. Chào mọi người, tôi giới thiệu một đồng chí mới. Chị của tôi, Kỳ cô. Chị Nhược Băng. Chị Nhược Băng, chị có thể tới chúng em rất vui. Nào, ngồi phía này. Tôi nghĩ có thể để Kỳ cô gia nhập vào nhóm nhỏ của chúng ta cùng bảo vệ kho tàng. Tất nhiên rồi. Các bạn còn không biết sao? Chị ấy chính là chị ruột của Niệm Sinh, đã nhiều lần âm thầm bảo vệ chúng ta. Còn nhớ lần trước Ono đánh lén không? Nếu không nhờ chị ấy thông báo, chúng ta sớm gặp tai họa rồi. Xin lỗi, trước đó chị đã làm rất nhiều việc sai lầm, còn trở thành kẻ thù của mọi người.
xin các em tha thứ. Chị, đừng nói vậy. Chị đã giúp bọn em rất nhiều lần, còn cứu sống chúng em. Chúng em cảm ơn chị còn không kịp. Nhược Băng, chào mừng gia nhập. Chào mừng, chào mừng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các em đã bỏ qua chuyện cũ mà chấp nhận chị. Chị tên là Bạch Nhược Băng. Bạch Nhược Băng, cái tên hay quá. Được rồi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, còn rất nhiều nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta phải bảo vệ tốt cho kho tàng. Tôi nghĩ Khổng Văn Đào nhất định đang bỏ trốn, chạy nhanh đến kho tàng Dân Tùng. Chúng ta phải tìm hắn, nhưng càng phải cẩn thận hơn. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Lần này có Nhược Băng đi cùng, tôi sẽ không tham gia hành động. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng trở về. Bây giờ chiến tranh đang hết sức căng thẳng, chúng ta phải đồng lòng làm tốt công việc. Yên tâm đi, sẽ không để mọi người thất vọng. Đúng, vì kho tàng này không biết đã làm chết bao nhiêu người. Mỹ Ngọc cũng là vì kho tàng này bị Khổng Văn Đào giết hại. Bây giờ Khổng Văn Đào đã tìm ra bản đồ, chúng ta phải tìm ra hắn. Kho tàng là tài sản của dân tộc và quốc gia, chúng ta không thể để nó rơi vào trong tay của loại người đó. Nhưng chúng ta đi đâu tìm đây? Một, không biết bản đồ. Hai, không biết Khổng Văn Đào đang ở đâu. Chúng ta như mò kim đáy biển. Đúng đó, tìm thế nào? Tôi đã xem qua bản đồ, tuy không biết vị trí chính xác, nhưng đoán là cũng được 8-9 phần. Khổng Văn Đào chắc chắn đang ở đó, đi với tôi chắc chắn không sai. Ngài Kato U, đây là tin mật được gửi từ cơ sở ngầm đến. Ngài Kato U, Khổng Văn Đào đã xác định được kho tàng Văn Tùng. Tôi đã đi trước cùng với hắn. Xin ngài mau chóng đi đi. Một hành động lấy luôn kho tàng, thực hiện nguyện vọng hơn 20 năm của ngài. Good. Good. Dân. Lão gia, ăn chút thức ăn trước đi. Tư lệnh. Tư lệnh. Ở đây có phong thư của ngài. Chắc chắn là do đại tiểu thư viết cho ngài. Lúc bố nhận được bức thư này, con đã rời xa thành phố này rồi, cùng Niệm Sinh đi tới căn cứ địa của cách mạng. Bố không phải nghĩ cách giùm con đâu. Con đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không quay về. Bố, có quá nhiều chuyện bố có thể còn che giấu mà không biết. Thực ra con luôn yêu sâu sắc Niệm Sinh. Từ lần đầu tiên bắt đầu nhìn thấy anh ấy, con đã quyết định phải sống với anh ấy cả đời. Cho dù không thể gả cho anh ấy, cũng muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời. Bố, con gái của bố cố chấp như vậy đó. Có lẽ bố không ngờ đúng không? Về Khổng Văn Đào, bố, hắn là một tên ti tiện hoàn toàn bỉ ổi, là một ngụy quân tử. Bố có thể muốn hỏi con vì sao đồng ý cưới hắn. Đó là vì hắn luôn lợi dụng cảm tình của con với Niệm Sinh để uy hiếp con, còn lợi dụng quan hệ này để lừa gạt con.
Con cưới Khổng Dân Đào thực sự là bất đắc dĩ. Khổng Dân Đào luôn bí mật hợp tác với người Nhật Bản, muốn tìm ra kho tàng bản đồ Văn Tùng. Vì mục đích này, hắn có thể làm mọi thứ. Có một lần, hắn thấy con đến quá gần bí mật này mà đã đánh con. Con đã thấy rõ một mặt hung bạo tàn nhẫn của hắn. Bố, lần này con lén cầm đi tài liệu mà hắn giữ trong tủ. Kho tàng này dường như giống với thứ mà Niệm Sinh từng nói, không thể để rơi vào tay người Nhật Bản. Con đưa tấm bản đồ mà hắn vẽ đưa cho Niệm Sinh, mà Khổng Dân Đào nhất định sẽ thẹn quá quá giận. Không có, bố. Con chỉ là nhớ bố. Nhớ bố. Thế thì trở về với khoảng thời gian trước đi, ở bên bố. Không cần đâu ạ. Con sống bên đó được một khoảng thời gian đã quen rồi. Dù sao đi nữa, con nhớ khi xưa nên mới về thăm bố. Mỹ Ngọc, nếu như thật sự có chuyện gì, con phải nói với bố. Con biết bố vẫn là người bố thân thích nhất ở bên con. Con có thể có chuyện gì chứ? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Tư lệnh, đi bắt Khổng Văn Đào cho ta. Bắt sống. Ta muốn lột sống da của hắn. Đi. Dân, mau đi. Dựa theo ghi chép trên bản đồ, ở đây chắc chắn có lối vào kho tàng. Xem bức tường này có thời gian rất lâu rồi, ít nhất là hơn 200 năm. Đây là được xây vào thời kỳ Bắc Tống, ít nhất phải có 900 năm lịch sử. 900 năm, lâu như vậy. Ngài Khổng, đây là thứ gì vậy? Là kỳ lân đó. Sao trên miệng của nó có kính pha lê hình tròn? Là cái gì vậy? Chính là một loại giả thuốc cổ đại. Các ngươi xem, trên đầu của nó là sừng hươu, đuôi sư tử, móng trâu, vảy rồng. Chân của nó dẫm lên nguyên bảo, như ý, linh chi. Bên cạnh nó còn có cây trung tiền. Nó ném hết tiền bạc châu báu của nhân gian, không ngừng tham lam. Nghe nói có một lần nó nhìn thấy một mặt trời ở phía biển, nó lại muốn nuốt mặt trời. Kết quả bị nước biển dìm chết rồi. Các anh xem, cái ở trên đầu nó không phải thủy tinh mà là lưu ly. Lưu ly này chính là đại diện cho mặt trời. Chả trách nó ngẩng đầu về phía lưu ly này, quá ra muốn nuốt mặt trời. Thật là lòng người không đủ được do đời tiên mà. Nói hay lắm. Lòng người không đủ được do đời tiên, lòng tham không đáy nuốt mặt trời. Tham chính là chỉ nó. Vẫn là ngày Khổng học thức cao, cái gì cũng biết. Được rồi, được rồi, đừng tân bốc nữa. Không phải là ngày để chúng tôi nghe cái này chứ? Kỳ lạ, dựa theo tấm bản đồ thì ở đây chắc chắn là lối vào. Nhưng sao tôi chưa phát hiện ra lối vào ở đâu? Đây, ngài nói xem, kho tàng này có thể ở dưới nước không? Đúng đó. Kỳ lạ, sao bậc thang này có thể trực tiếp kéo dài tới trong nước vậy? Đúng đó, người cổ đại trong các kho tàng nhất định phải lấy ra chứ. Không thể ngốc tới mức cho nước tràn ngập lối vào. Hơn nữa lúc đó cũng không giống bây giờ, có thợ lặn. Còn nữa, sao một cái ao nước lớn như vậy lại biến mất? Trừ phi là một cái bồn múc nước. Ngài Khổng, chúng ta không phải tới để tận hưởng tác phẩm của ngài. Nói thừa. Ngài Khổng, ngài đã phát hiện ra cái gì chưa?
Bức họa trên tường này có vấn đề. Sao tôi không nhìn ra? Lòng người không đủ được do đầu tiên. Mau đi, tìm một cái xào tre. Được. Mau, dậy một chút. Tôi đi. Ngày Khổng, nào. Có rồi. Nào, chậm chút, vững chắc. Nặng quá. Mau xem, nước rút rồi. Nước ít đi rồi. Dưới này sao còn có một sơn động to như vậy? Thật sự không có động tiên sao? Đúng đó. Các anh xem. Đây là chim gì vậy? Đây là có ý gì? Đều có chữ số. Đúng đó. Khổng Văn Đào, có phải là có cơ quan? Đừng có đụng chạm. Những chữ số này có thể là ý gì đây? Ai? Ai? Mau đi, mau đi. Phía này, nhanh. Đừng cử động. Bỏ súng xuống. Đứng lên. Bỏ súng xuống. Đi. Đi. Bạch Niệm Sinh, trước đây, đây là nơi mà bố mẹ anh cố bảo vệ. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc thứ này có ý nghĩa gì? Tôi không biết. Có nói không? Bạch Niệm Sinh, có phải anh quên mất vì sao Mỹ Ngọc chết rồi không? Anh không muốn để cho chị của anh phải chết trước mặt anh chứ. Mau nói. Chị, đừng cử động. Có nói không? Kẻ sát nhân như anh sớm muộn cũng gặp quả báo. Quả báo hay không cũng không phải do anh nói là được. Niệm Sinh, không thể nói cho hắn. Kho tàng không thể mở ra. Nói. Không nói tôi dùng súng giết chết cô ta. Xoay đầu đến vị trí thứ 13. 13 con. 13. Mười hai con mà Trương Công Công tính sai rồi. Là 13 con. 13 con. Đúng.
không đúng. Trong bản đồ Dân Tùng không có những ghi chép về văn tự này, cũng không có những gợi ý này. Anh, qua đây. Cái này có ý nghĩa gì? Không, tức là không. Khổng Văn Đào, tham lợi trước mắt, quên quả sau lưng. Có phải tôi để cho anh cảm thấy rất không thoải mái không? Ngài Cát Tôn, ngài hiểu nhầm rồi. Tôi là muốn một mình nuốt trọn kho tàng này. Không, không phải. Sau đó lập tức rời đi. Tôi là muốn sau khi tìm ra kho tàng thì nói với ngài sao? Cậu cho rằng tôi dễ lừa vậy sao? Nếu như không phải tôi sắp xếp tay mắt ở cạnh cậu, cậu sớm đã chạy không thấy bóng dáng đâu rồi. Khổng Văn Đào, nếu như không có tôi, căn bản cậu không tìm ra được nơi này. Bình thường cậu giống như một con chó, chạy tới chạy lui trước mặt tôi. Bây giờ cậu không nhận chủ nữa. Lão Tạc Cát Tô U, ông quá độc ác rồi. Kho tàng này là do tôi tìm ra, chỉ cần tôi còn sống, ngài đừng hòng có được. Kê cô, cô đang làm gì vậy? Kê cô, giết hắn đi, bằng không hắn sẽ giết chết tất cả mọi người. Sau khi giết hắn, kho tàng Dân Tùng này sẽ là của hai chúng ta. Câm miệng. Cát Tô U, tôi không phải là con gái ông, cũng không phải là Kaiko. Tên của tôi là Bạch Nhật Băng. Ông nói với mọi người, rốt cuộc tại sao ông lại giết chết bố mẹ tôi? Nói. Được. Ngại gì mà không nói cho cô biết? Nghe cho rõ đây. Bố cô bảo tồn giá trị Liên Thành, bản đồ Dân Tùng thời Minh Kiều. Tôi yêu cầu ông ta mua với ông ta, ông ta đều không đưa cho tôi. Vậy thì tôi còn cách cướp, tiếc là chỉ cướp được nửa bức. Bố của cô đã không chịu được, dựa vào trí nhớ xăm bản đồ Dân Tùng lên lưng hai người, sau đó đốt đi nửa bản đồ Dân Tùng còn sót lại. Tướng quân Cát U, tôi nhìn thấy Bạch Thị các bản đồ Dân Tùng lên lưng của hai đứa bé, sau đó bọn họ đốt bản đồ đi. Ta muốn hai đứa bé đó. Bỏ con gái tôi xuống, bỏ đứa trẻ xuống. Mau, đem đứa trẻ đi. Đem đứa trẻ đi. Đem đứa trẻ đi. Đuổi. Đừng chạy. Đứng lại. Chạy đi đâu? Mẹ của cô không phải là do tôi giết, nhưng cũng có thể là do tôi mà chết. Sau đó tôi đem cô về Nhật Bản, để cho phụ nữ Phủ Điền nhận nuôi cô. Sau khi họ chết, ta lại nhận nuôi cô. Nghe rõ chưa, Keiko? Nhưng những cái này không quan trọng. Cái quan trọng là tôi đã có được kho tàng Dân Tùng. Ta thắng rồi. Chị, không được phép cử động. Đừng cử động. Đứng nghiêm. Đưa Khổng Văn Đào ra đây. Tên khốn kiếp. Tên khốn kiếp.
giết. Kato U. Cẩn thận. Chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi. Kato U chết rồi. Chúng ta đã báo thù cho bố mẹ. Chị không thể chết. Chị tỉnh lại đi. Chị không thể chết. Chị không thể chết. Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Đừng rời xa em, được không? Chị. Phát tài rồi, phát tài rồi, phát tài rồi. Cuối cùng cũng tìm được kho tàng dân tùng rồi. Cuối cùng đã tìm được kho tàng dân tùng rồi. Khổng Văn Đào, ra đây. Khổng Văn Đào, Khổng Văn Đào.
Tình khốn kiếp, ngươi dám bắn từ phía sau ta sao? Bố vợ, đừng tức giận như vậy, có đúng không nào? Có chuyện gì không thể bàn bạc cho tốt sao? Ngươi xem, tiền bạc châu báu ở đây nhiều như vậy, chỉ bằng một nhà cùng hưởng, tốt quá rồi. Tình khốn kiếp, ngươi đừng gọi ta là bố vợ. Tình khốn kiếp nhà ngươi, dám phân cao thấp với tôi. Ông không muốn sống rồi. Trả lại con gái cho ta. Trả lại con gái cho ta. Trả lại con gái cho ta. Khốn kiếp, dám phân cao thấp với tôi. Chị Niệm Sinh, mau đi thôi. Niệm Sinh, mau đi, không kịp rồi, mau. 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 Bỏ tôi ra, Khổng Văn Đào, bỏ tôi ra. Tao làm cho mày chết, tao làm cho mày chết. Trần nó dẫm lên chim nguyên bảo như ý linh chi. Bên cạnh nó còn có cây rung tiền, tận hưởng sự giàu có của nhân gian. Tham lam không ngừng. Có một lần ở phía biển, nó nhìn thấy một mặt trời, nó lại muốn nuốt mặt trời. Kết quả bị nước diệt chết. Lòng người không đủ, được vô đời tiên. Lòng tham vô đáy, nuốt mặt trời. Tình khốn kiếp, chết đi, chết đi, chết đi, chết. Con gái, bố đến đây. Niệm Sinh, các cậu xuất sắc bảo vệ kho tàng Vân Tùng. Tôi thay mặt tổ chức chúc mừng cậu. Đồng thời, cần biểu lộ sự tiếc thương dành cho người chị đã chết của cậu. Cảm ơn, chúng cháu đã hoàn thành di nguyện của bố mẹ rồi. Giết Kato-u, báo thù vì họ. Cháu tin rằng chị cháu có linh thiêng, nhất định sẽ yên nghỉ. Niệm Sinh, chú có một tin tốt muốn nói với cháu. Tin tốt gì ạ? Tổ chức đã phê chuẩn, đồng ý cháu gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ nay về sau, cháu chính là một phần tử trong chúng tôi. Thực ra mọi người chúng ta sớm đã luôn coi cậu là người thân rồi. Có lúc tôi cũng quên cậu chưa là đảng viên. Đúng đó, giờ có thể gọi cậu là đồng chí rồi. Chúng ta còn muốn làm một nghi thức gia nhập đảng. Nghi thức? Đúng, một nghi thức vô cùng trang nghiêm. Cùng lúc, cháu vẫn cần một người giới thiệu.
Người giới thiệu. Đây là một thủ tục gia nhập đảng của tổ chức. Mọi người chúng ta xung phong nhận việc, làm người giới thiệu Niệm Sinh gia nhập đảng. Nếu để tôi nói, người này không ai có thể hơn Tuyết Như rồi. Từ lần đầu tiên Niệm Sinh tham gia hoạt động, Tuyết Như đã ở bên cạnh, chứng kiến mọi bước hành động của cậu ấy. Mọi người nói xem đúng không? Đúng đó. Tôi rất vui mừng tiếp nhận nhiệm vụ này. Được. Tôi tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủng hộ cương lĩnh của Đảng. Ủng hộ cương lĩnh của Đảng. Tuân thủ điều lệ của Đảng. Tuân thủ điều lệ của Đảng. Thi hành nghĩa vụ của đảng viên. Chị xem, nơi đây đẹp biết bao. Đây là thứ mà chị và em cùng bảo vệ. Còn có nơi đã từng chiến đấu. Nơi đẹp như vậy, sao chúng ta có thể cam tâm chấp tay nhường nó cho người khác? Chị yên tâm, em sẽ trở thành một chiến sĩ ưu tú, vì đất nước, vì dân tộc. Em sẽ tiếp tục chiến đấu, dùng máu tươi bảo vệ một tấc đất của chúng ta. Nghe nói chiến tranh sắp bắt đầu rồi, em nhất định sẽ đứng đầu ở tiền tuyến. Đợi ngày chiến thắng đó, em sẽ mang tin mừng đến cho chị. Tạm biệt chị. Vẫn đang nhớ tới chị của cậu. Đúng đó, nếu như chị ấy vẫn còn sống thì tốt biết bao. Chị ấy chính là người thân duy nhất của tôi. Đúng đó, tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ chúng ta đã gia nhập đại gia đình rồi, chúng ta đều là người thân. Tuyết Như, cảm ơn cô. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì? Cái này tôi cũng không rõ, vẫn phải nghe sự sắp xếp của tổ chức. Lẽ nào thật sự không thể tránh được chiến tranh này sao? Nhìn thế cuộc thì là vậy. Nếu như chiến tranh thật sự nổ ra, tôi nhất định sẽ lên đường. Thật sao? Vậy tôi cũng đi. Nhưng đừng đánh mất tôi đó. Cô cũng muốn lên tiền tuyến. Mặc kệ là tiền tuyến hay là hậu phương, chỉ cần tổ chức cần tôi đi thì tôi đi. Chỉ cần anh đi. Đi cái gì? Không có gì. Niệm Sinh, anh biết hát không? Tôi biết hát bài gì chứ? Anh còn nhớ không? Lần đó nhà chuyên gia Liên Xô mà chúng ta tiễn đi, lúc ông ấy đi đã tặng tôi một bài hát Liên Xô. Tôi đã học một khúc. Tôi đọc để anh nghe. Được. Một con đường nhỏ gập ghềnh, nhỏ và dài, luôn luôn hướng về phương xa đầy sương khói. Tôi muốn men theo con đường dài nhỏ này, đi theo người yêu tôi lên chiến trường. Tôi muốn men theo con đường dài nhỏ này, đi theo người yêu tôi lên chiến trường. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân đội đế quốc Nhật Bản tiến vào Bắc Hoa. Chiến tranh Kháng Nhật toàn diện bùng phát. Dân tộc Trung Hoa bước vào thời khắc nguy hiểm nhất. Báo đây, báo đây, chiến tranh Kháng Nhật toàn diện bùng phát. Báo đây, báo đây, chiến tranh Kháng Nhật bùng phát. Báo đây, cho tôi một tờ. Thưa ông, đây. Báo đây, báo đây.
nghĩ, nghiêm. Đội trưởng mới của các cậu có lời phát biểu. Nào. Niệm Sinh, anh mặc quân phục trông rất có tinh thần. Em cũng vậy. Nói thật ra, anh sớm đã muốn mặc bộ quân phục này rồi. Tuyết Như, Niệm Sinh, đừng nói chuyện nữa. Bộ quân phục trên người thật sự không giống nhau. Đồng chí Thiệu Phi, có chỉ thị mới gì không? Tổ chức đã phái một nhiệm vụ mới cho cô. Lần này hai người thật sự phải đi tuyển tiến rồi. Chúng tôi đều chuẩn bị thật tốt. Được, bây giờ tôi chính thức ra mệnh lệnh cho hai người. Sau một tiếng đồng hồ, xuất phát cùng với đoàn xe đi tiền tuyến. Dân. Cảm ơn các bạn đã đón xem phim tại Hoa Thành Phim. Hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim sau.